Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là đôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lưng, biết đâu mà đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lưng, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi đẹp mãi có nhau trong đời. Tình nữ hòa trao nhau còn đẹp mãi cho bạn cho tôi. Thank you.
những kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tim thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Chia xa thắm phượng hồng, vẫn bóng thầy xưa dưới mái trường, vẫn lời chậm ấm lắm yêu thương, vẫn lời thơ nở trên trang sách, những nụ hoa đời gió ngát hương, tóc cô giờ bạc màu sương sáng, lãng đáng mây chiều vạt nắng rơi, một lần thổi thúc ta thầm gọi gió vọng sân trường tiếng mẹ ơi. Kính thưa quý thầy cô, hôm nay trong niềm hân hoan phấn khởi của những năm tháng xa cách, tập thể cựu học sinh chúng em tề tựu đông đủ về đây 20 năm trước đã trở thành khởi điểm cho một tình thầy trò, một tình bằng hữu sâu sắc bền vững. Em xin gửi tới quý thầy cô một lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc tập thể 12A4 khóa 1997-2000 luôn đoàn kết vững mạnh và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn ạ.
Cái lời đầu tiên thầy giáo muốn nói là xin được thay mặt tất cả các thầy cô giáo có mặt hôm nay là gửi tới toàn thể các em học sinh là lời chúc mừng và lời là chào tới tất cả các em. Và thầy giáo rất vui vì gặp lại các em trong một cái không khí rất là ấm cúng có được với nhau ở trong trường phổ thông, và đặc biệt là ở trường trung học, phổ thông trung học, cái nơi cuối cấp phổ thông, là các em là sẽ có được những cái thời gian là học với nhau nhiều nhất. Thế ở cái thời điểm mà là cũng là đẹp nhất của cuộc đời của mỗi người, thế cho nên là chúng ta cũng sẽ nhớ về nó nhất. Và những cái kỷ niệm đấy thì những cái kỷ niệm tốt nó sẽ giúp cho chúng ta là rất nhiều. Xin chúc toàn thể hôm nay trong cái buổi họp mặt 20 năm sau ngày ra trường của lớp A4 chúng ta, em thực sự là rất là xúc động, cũng rất là vinh dự được lên đây để mà chia sẻ một số cái tâm trạng vào cái thời điểm này. Chúng em từ khi ra trường 20 năm, gần 1/4 cuộc đời, mang theo cái hành trang mà chúng em được học ở trong cái mái trường yên lặng thân yêu để mà lao động cống hiến xây dựng cuộc sống. Sau 20 năm ra trường, có rất nhiều bạn là có lẽ cũng là dịp để mà gặp lại được nhau. Em nghĩ rằng những cái buổi họp mặt như thế này sẽ là những cái khởi đầu để cho chúng em trong cuộc sống có thể có nhiều liên kết với nhau hơn, có thể hiểu nhau, có thể chia sẻ được với nhau nhiều hơn. Và em nghĩ rằng những cái buổi như này nó cũng như thể là những bó hoa để chúng em tặng những các thầy. Các thầy có thể nhìn lại, thấy được những cái kết quả bước đầu, những cái kết quả mà các thầy đã phấn đấu, các thầy cô đã xây dựng ở trong cái sự nghiệp chồng người của mình. Hôm nay em cũng hơi xúc động nên là cũng không có phát biểu được nhiều. Thực sự cuối cùng xin chúc cho các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, và qua đây gửi lời chúc tới toàn thể gia đình các thầy cô, chúc cho các bạn đại gia đình của chúng ta luôn luôn mạnh khỏe. Và sau những cái buổi như hôm nay, chúng ta sẽ có nhiều liên hệ với nhau để mà tiếp tục xây dựng cái tình cảm trong lớp. Xin cảm ơn các thầy cô, các bạn. 20 năm nó là một cái chặng đường nó không quá dài, nhưng mà nó cũng không phải là ngắn. Nó là một cái dấu mốc mà nó đáng để mà tất cả chúng ta mong muốn được trở về góp mặt ngày hôm nay. Chúng em cũng như tất cả các bạn thì làm với cái không khí này thì em ngay cái giây phút này em cảm nhận được sâu sắc cái sự trở về ngày hôm nay nó vô cùng là quý giá. Vâng, em thấm thía được cái từ trở về nó là như thế nào, và nó đáng quý vô cùng. Vâng.
đoàn kết của tập thể lớp chúng ta sẽ luôn luôn ngày một đoàn kết hơn nữa. Và năm nay sẽ có 40 anh chị thì sang năm sẽ có 5 người và sẽ đủ tất cả các thành viên của lớp họp những năm sau, được không ạ? Vâng nhá. 1 2 3 2 3 2 3 đoàn kết. Vâng ạ, xin được mời tất cả các thầy cô và các anh chị của chúng ta. 2 3 1 2 3 1 2 3 nhau là cười, hai mẹ con thương bố, hai mẹ con thương bố nhỉ, hai mẹ con thương bố đâu ạ, hay là sao mẹ bố lên nào, nhanh lên nào, nhanh nào, nào nhanh nào, nào, à, được chưa? Một tràng pháo tay của tất cả các anh chị ở bên dưới chúng ta cùng cổ vũ đi ạ. Đó là con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ta, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gặp nhau là cười. Bố mẹ thương con, 5 4 3 2 1. Giữ nguyên nào, xem người nào già hoàn thành. Giữ nguyên nào, cả ba đội đã hoàn thành. Một tràng vỗ tay của tất cả toàn thể các anh chị. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gặp nhau là cười. Bố thương hai mẹ con, bố thương hai mẹ con đâu. Chạy lần bố em là 5 4 3 2 3 1. Ôi rồi, rồi đây, rồi đây thành hình và rồi đây đâu ạ, lên rồi ạ. Đúng rồi, đội 1 và một sáng có tay cho đội thứ hai rất là xuất sắc, chiến thuật rất tốt. Ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gặp nhau là cười. Bố và con thương mẹ, bố và con thương mẹ. Thời gian 5 4 3 2 1. Người được thương đấy, khỏi phải đáp gì ạ? Đâu à, có chẳng nữa đâu. Giữ nguyên ạ. Cho tay lên ạ. Cho đây. Mẹ béo quá đấy. Đấy là tôi, mẹ béo quá. Ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gặp nhau là cười. Hai mẹ con thương bố, không quá khó, không quá bạn em gì. Hai mẹ con đâu ạ? Thời gian 5 4 3 2 1. Hai mẹ con thương bố, hai mẹ con chạm đất vào bố, mẹ đổi lên mặt đất nhá. Bố nhà thứ ba thì sao ạ? Bố nhà thứ ba giữ nguyên. Rất tốt. Ôi rồi, anh Toàn ơi, cao quá rồi anh ơi. Em hạ thấp xuống, cao quá rồi, hạ thấp xuống nữa đi ạ. Anh em nằm lên, đúng rồi, nằm lên, dưới chân lên nào. Nằm lên ạ. Rồi này đâu ạ, bố đâu ạ? Anh cũng được xuống đi ạ. Vâng ạ. Ba đội đã hoàn thành phần thi của mình chưa? Và tất cả quý thầy cô các anh chị hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho ba đội chơi hoàn thành rất xuất sắc. Xa là nhớ gặp nhau là cười.
bố thương hai mẹ con, bố thương hai mẹ con nhé, bố thương hai mẹ con đó, bố thương hai mẹ con ạ. Xin mời ạ, xin mời tất cả hãy xin mời vào con hết nào, hết lên đi ạ, thấp thấp xuống ạ, không đạt tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn ạ, thấp xuống thực cực thấp để đạt tiêu chuẩn đi ạ, chưa ạ. À, dưới cứ đây tôi và các anh chị hãy làm giám khảo đi ạ. Diễn viên ạ, diễn viên hình khối thế nhá. Và bây giờ dưới là các anh chị sẽ cho đội nào là đội hoàn thành nhanh nhất và có cô hình đẹp nhất đi ạ. Đời người nào ai chẳng mong, mỗi khi đau nhiều hay khốn khó, sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỷ niệm cũ. Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau. Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều, không tính toán. Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin. Tình bạn chúng ta thật quý biết bao. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sẻ, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió, hãy để ta được sớt chia cùng nhau. Gọi tên tôi khi cần bạn nhé, trái tim tôi chỉ muốn nói, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu. Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng, chia cùng